ai là nữ hoàng. Đẹp quá đi bác. Có chuyện gì vậy trời? Ôi chào, tớ là Mandy. Wow, nhà đẹp lắm. Và Lynn, anh sáng trời lóa. Nhưng tớ thích nhảy nhiều hơn. Nữ hoàng khiêu vũ. Nghe này, cậu chết chắc. Ngày mai tớ nhất định thắng. Cứ chờ đấy mà xem. Ngày mai, chúng mình phải thật lộng lẫy. Đưa cho tôi, và cầm lấy. Đừng hoảng loạn, mình sẽ tìm đồ thật đẹp để mặc. Chờ xin nhé. Cảm ơn. Gì vậy trời? Chúng ta chuyển nhà sao? Chuyện này là sao? Con yêu, bố mẹ cần nói chuyện này. Xin phép nhé. Mình nghèo rồi. Tự do rồi. Hả? Hóa ra chỉ là mơ. Quản gia. Hả? Mọi người đâu cả rồi? Chúng ta thực sự nghèo sao? Mình phải chuẩn bị mới được. Bụt ư? Không. Nhanh lên, mình cần một thứ cho. Mình mất hết đồ rồi. Không, mình nhất định phải thắng cuộc thi này. Cái gì đấy? Mà chờ một chút, mình sẽ dùng nó tẩy da chết. Kể ra mùi của nó cũng không tệ, sẽ hiệu quả. Nghe nói cà phê tốt cho da mà. Hoàn hảo. Chuyển sang bước tiếp theo nào. Ôi không, xong đời rồi. Không. Mình sẽ chả thắng nổi. Hả? Chuẩn. Mình có thể dùng lo hội. May mà họ không mang cây này đi. Đã đến lúc làm dịu mặt. Chà, lô hội đặc quánh này. Và mình chỉ cần một chút xíu thôi. Mình sẽ cho lô hội vào lọ nhỏ để dùng sau. Chưa gì mình đã cảm nhận được tác dụng. Ôi, dịu hẳn mặt. Được rồi, giờ mình đã có làn da em bé. Hả? Có gì đó ở bàn chân mình? Một con nhện. Tôi ghét nhện. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ứng biến thôi nào. Mình có thể làm một chiếc băng đô mới. Không mới lắm, sẽ không ai biết. Sao họ biết được? Mình đã thấy mẹo này trên TikTok. Mình cần tạo kiểu tóc chuyên nghiệp. Và mình sẽ làm được. Kể cả nếu mình có phải tự xử. Mình sẽ không để Mandy thắng. Hãy xem trò ảo thuật đây. Hiệu quả rồi này. Ít nhất mình không bị mất mái tóc đẹp này. Wow, tóc búi xinh quá. Nhìn mình sang chảnh ghê. Và với bím tóc, kiểu tóc hợp với cuộc thi. Sô-cô-la, tuyệt cú mèo. Nghe nói cacao là thuốc nhuộm tự nhiên. Má hồng, rất tự nhiên đó. Đến lúc làm đẹp rồi. Hình như hơi lố rồi. Đúng rồi, xinh hơn nhiều. Bạc nè, mình sẽ dùng hiệu ứng lấp lánh. Xinh. May thay mình vẫn còn chiếc váy mình thích nhất. Để mặc thử xem nào. Nhưng mà vẫn thiếu đồ trang sức. Con yêu, con của mẹ xinh lắm luôn. Đây là dây chuyền của bà ngoại, mang lại may mắn. Con xin. Mình đã sẵn sàng. Chào mừng đến với cuộc thi nhảy. Đầu tiên, Mandy. Sẵn sàng chứ nào. Hay quá. Tôi cảm nhận rất tốt. Wow, nhìn ngầu quá. Ta-da. Cảm ơn Mandy. Và bây giờ hãy vỗ tay cho Maya. Ok, vào việc thôi. Chào, tớ là Maya. Em ư? Ôi trời. Cảm ơn rất nhiều. Không có chuyện mình chịu thua đâu. Chờ mà xem. Làm gì kỳ ta? Một vũ đạo kiểu mới Được rồi. Vậy Mandy là người thắng cuộc. Mandy xin chúc mừng bạn. Cảm ơn. Vô cùng tuyệt vời. Quay kìa đi. Mandy, bạn có sao không? Không đi không đây. Căng quá hả? Maya, em giỏi quá. Em rất tuyệt vời. Em là nhất. Mẹ, bố. Tốt lắm Maya. Và nhà mình không bị phá sản nữa. Nhà ta sẽ là người chứng và tiêu tiền sở lãi. Hãy mở tiệc thôi nào.
Chào mừng đến với kênh khoa học của tớ. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một màu điên rồ. Có giống vụ nổ cầu vồng không nào? Maya, học sinh yêu thích của tôi. Em học rất tốt. Cậu được mời đến bữa tiệc độc hại. Chúc vui. Xem dự án của em nào. Đâu thầy, điểm F nha. Ôi không, có người gài bẫy mình. Rachel, đồ mặt rách. Ôi, Paul đăng clip mới nè. Nhìn ta đi, tớ là người nhện. Thử máy bắn tờ xem sao. Được ngay, mình sẽ delay cà phê sáng. Này, ôi trời, làm bắn lên sách của tớ rồi. Có một giọt bé tẹo mà. Xin lỗi mày à, xin lỗi. Vào lớp. Đi nhanh lên. Trễ rồi. Chạy đi đồ làm gì. Đợi tao với. Không, đợi đã. Hả? Mình đi xuyên qua cửa sao? Mọi người, xin lỗi, tớ đến muộn. Này, xin chào, tớ nè. Sao không ai nghe thấy mình vậy? Chris, đang đây nè. Não mình đã sôi sục. Hả? Bị sao kỳ quá. Ê ôi. Khiếp. Gì vậy trời? Này, ai nắng đồ đấy? Ê, tớ xin lỗi nhé. Này, Lucy, này, nghe thấy tớ không? Lucy, trả lời tớ đi. Động đất, động đất. Sao em ồn ào vậy hả? Em, nhưng... Đưa thầy xem quả nào. Đừng mất thầy. Ủa, gì cơ? Vào phòng phạt. Ôi, tớ xin lỗi Lucy. Thưa thầy Jonathan. À, úi ra, ghế giờ ơi. Thầy ơi, em đây. Thầy thấy em không? Thầy có sao không mà thầy chạy. Mấy đứa này, ai làm vậy hả? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Ôi trời, mình ngủ quên mất. Phải đi vào lớp thôi. Đầu tôi. Hả? Lại là cậu. Cậu thấy tớ à? Tất nhiên, đồ ngốc. Sao trông cậu kỳ lạ thế? Dù sao thì trễ rồi. Khoan đã, chỉ cậu giúp được tớ thôi. Sau những gì cậu làm với tớ, mơ đi. Khoan đã. Cậu làm gì vậy hả? Dừng lại. Ra khỏi tớ mau. Làm gì ổn hả vậy? Cậu còn kỳ cục hơn tớ nữa. Cậu sẽ trở thành mì mới. Để tớ yên đi Rachel. Có chuyện gì vậy hả? Dạ đâu. Không nhìn thấy. Cặp kính này là quà của mẹ mình. Cậu cứ liệu hồn. Vậy ai làm hả? Em phải không? Không ạ. Em mau vào phòng hiệu trưởng. Nữa à? Được rồi các em, thầy muốn công bố một chuyện đây. Vậy cuộc thi giọng hát của chúng ta sẽ rất thú vị đấy. Ai quan tâm, mình thả học bài và đọc sách còn hơn. Và giải thưởng lớn là học bổng La La nha. Học bổng á? Wow, mình có thể thỏa thích mua sách. Mày ạ, em có tham gia không? Gì ạ? Xin chúc mừng người thắng cuộc năm ngoái, Rachel. À mà em ấy đâu rồi? Nếu ai tìm thấy em ấy thì cho thầy biết nhá. Cậu ấy rõ là xinh đẹp. Ước gì mình giống như cậu ấy. Nhưng mình còn tệ hơn Freddy Krueger. Đời nào mình thắng nổi chứ. Mà chờ một chút. Cho cậu một cơ hội nào. Tớ sẽ giúp cậu giúp cậu đưa hồn tớ về xác thành công. Chốt. Chúng mình sẽ quẩy tung cuộc thi này. Yeah. Được rồi, bắt đầu với diện mạo. Cái gì cơ? Diện mạo của tớ sao? Tớ có khuôn mặt thiên thần mà. Eww, xử lý lông mày trước. Thư giãn nào. Ok. Đừng lo lắng, giống như kiến cắn thôi ấy mà. Ôi trời, con đang làm. Hả? Mẹ. Ủa, cái nhíp đang bay đấy hả? Không, chắc là con bướm thôi ạ. Chắc kính mẹ bị mở. Vâng ạ, con luyện tập cho cuộc thi thôi. Lô 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 lô. Con yêu, dạo con hay quá đi mất.
Mình cần nút bịt tai. Ok, ta tiếp tục nào. Không, không, không. Không thì tớ làm thế nào hả? Hả? Ồ, mà chờ một chút. Gì đây? Không dùng dụng cụ nữa, dùng mẹo xem. Xin lỗi chú ông nhỏ, tớ cần kéo sợi lên này. Được. Giờ thì xoắn lại thành hai hình tròn. Chà, cái nhíp tự làm này hay đấy chứ. Tớ có thể dễ dàng nhổ lông lợp trưởng bằng sợi này. Hết sạch con bà bảy. Chà, da mặt tớ căng bóng. Khiếp, phải xử lý mới được. Lại dùng cây nhíp nào. Đừng hoảng loạn, lần này sẽ không đau đâu. Cái gì đây? Này, cẩn thận. Lấy được rồi, eo ơi. Gì đấy trời. Thứ này còn sống à? Chà, đồ ăn vặt. Ngon hết sảy. Ê, để tớ chải tóc cho. Đồng ý. Sẵn sàng rồi. Hình như tớ mắc gì đó trong miệng. Cái gì đây? Ok, bắt đầu. Mắc rồi. Cậu giật gì ghê vậy? Có được không? Được. Tớ cần một thứ to hơn. Chắc chắn sẽ hiệu quả mà. Chà, tóc tớ mềm mượt như lụa luôn á. Ok, giờ xem quần áo cậu nào. Được thôi, tủ quần áo của ta. Rồi. Trông mọt sách hơn tớ tưởng. Cậu có thích không? Tủ quần áo đây á. Hả? Gì? Đâu? Trời ạ, mình chẳng nhìn thấy gì cả. Kính đâu ta? Chờ một xíu đã. Nhìn rõ rồi. Tớ thấy ổn mà. Ok, tụi mình còn nhiều việc phải làm lắm. Phải nâng cấp tủ quần áo của cậu thôi. Cậu có làm nổi không? Để tớ tính toán một chút. Nếu mình lấy sự sáng tạo A bằng B rồi chia cho... sẽ làm được mà. Đầu tiên, cắt phần cuối của áo phông nè. Tốt. Rồi chúng mình chuẩn bị ghim băng. Gài ghim băng vào đây như hàm răng nhỏ. Wow, áo phông của tớ thật thời thượng. Cậu có thích không, Rachel? Vẫn còn thiếu gì đó. Mặc áo lông thú vào. Úi giời, trông tớ giống Shakira nhờ. Chà, xịn đấy. Quần nữa. Hả? Quần á? Khiếp. Chẳng khác gì mới đi lội ruộng. Nhưng tớ muốn làm cô nàng thành thị thời thượng. Mình cần thiết kế lại nè. Mình nghĩ ra cách rồi. Thêm chút sắc màu vào quần thể thao nào. Mình sẽ là nàng tiên tỏa nắng. Chà, trông rất gì vào này nọ. Đúng là thời trang thông minh mà. Mình cứ như ngôi sao nhạc pop vậy. Cậu thấy thế nào, bánh bèo ơi? Thì... Sao thế? Cậu đeo kính trông y như Harry Potter. Thôi bỏ ra đi. Đừng mà. Cặp kính yêu thích của tớ. Đừng lo lắng mai nhá. Tớ có thứ này tốt hơn. Đeo kính áp tròng thì sao? Ôi, sao tớ không nghĩ ra nhở? Được rồi, đeo thử xem. Cẩn thận xoáy nắp của hộp đựng ra này. Phần khó nhất là lấy kính áp tròng ra. Thành công rồi. Được rồi anh bạn, về nhà mới thôi. Wow, quá trời màu sắc. Tớ nhìn thấy rõ rồi. Amazing. Bây giờ thì trang điểm nhé. Yeah. Cho cậu xem đồ trang điểm nè. Ôi trời. Kem nền đây nè, tớ sẽ dùng cọ vẽ để thoa. Cậu làm hỏng ảnh xinh rồi. Nào, mình trang điểm nghiêm túc nhé. Dùng đồ của tớ đi. Cho tớ sao? Wow, toàn là đồ xịn sò. Để tớ tự làm. Tớ sẽ lấy kim tuyến màu bạc, rồi dùng phấn xanh dương, rồi xịt nước hoa nữ hoàng. Hoàn mỹ. Nhìn tớ đã xinh đẹp chưa? Một điều nữa. Wow, cứ như đang bay trên mây kim tuyến. Để xem kết quả nào. Là ngôi sao nhạc pop đây nè. Ok, mình tập nhảy thôi. Quẩy nào. Lắc hông đi nào. Không thành vấn đề. Này, I'm unstoppable today. Ôi không, có chân. Con gái yêu ơi. Nhà này bị ma ám. Mình chẳng hiểu gì cả. Mẹ ơi, con tặng bình hoa cho mẹ. Ủa, đợi mẹ một xíu. Kính này bị hỏng rồi.
tôi biết cậu cần làm gì rồi. Phải rồi, đi thôi. Đi nào. Ôi không, ôi, mình không biết làm câu nào. Hả? Ôi, phải nhanh lên mới được. Này, đừng lo lắng, Rachel đến giải cứu đây. Ôi không. Hết thời gian nhé. Khoan, em chưa làm xong hả? Xem nào. Wow, thầy cho em A cộng, chúc mừng em nhé. Hả? Tuyệt. Sao ta? Đã xong một việc tốt. Tự hào về cậu. Ừ, việc tốt được công nhận. Vụng về quá. Khổ thân, tôi có cách giúp cậu rồi. Kem sữa tươi cũng ngon lắm đó. Ôi thần kem ơi, ngon xỉu. Hiệu quả rồi. Nhanh là Rachel trễ mất. Ok. Xin chào mọi người, hãy đến với cuộc thi giọng hát ngày hôm nay. Yeah, hay lắm. Thí sinh đầu tiên chính là Moya. Yeah. Xin chào. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn. Moya xấu gái đấy hả? Hát lợn hơn. Ôi không, Maya. Cậu ổn chứ? Không sao. Kìa, cậu sắp được hoàn thành thành rồi. Thành công rồi. Cậu bình thường rồi. Rachel. Rachel. Đúng rồi, Rachel. Wow, Rachel. Monday, Friday, not today. Monday, Friday, not today. Wow, tuyệt vời. Maya và Rachel là số 1. Mọi người thắng cuộc là cả hai em. Là tốt lắm. Cậu giỏi lắm. Wow, tuyệt vời. Ôi trời, không thể muộn được. Mặc quần áo vừa nhanh. Ui, cái cặp. Ui, còn cà phê nữa. Không thể quên chìa khóa. Ôi không. Con xin lỗi, con đi học đây. Phải nạp caffeine vào trong máu. Vì một hàm răng trắng như ngọc là bấy bề. Gần đến rồi, tới rồi. Ôi không. Đang kiểm tra. Kiểm tra? Kiểm tra gì cơ? Một phút nữa bắt đầu làm bài. Ôi mẹ ơi, sao mình lại quên giờ kiểm tra được? Sao đâu rồi ta? Trời ạ. Phải ngụy trang cho sao mới được. Thiên tài nè, giờ thì làm bài thôi. Wow, bá đạo luôn. Em đang làm gì vậy Rachel? Em làm bài thưa cô. Được, tiếp tục đi. Thoát nạn rồi. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Chào buổi sáng cả lớp. Làm bài kiểm tra nào. Hả? Lại kiểm tra? Phải tìm sự trợ giúp. Điện thoại. Được rồi, đặt điện thoại đây. Vẽ một đường xung quanh điện thoại. Hoàn hảo nè. Yay, thả hồn mà chép bài. Kiểu gì mình cũng sẽ được điểm A cho coi. Không được xem vở cơ mà. Không có phao thì làm sao mình được điểm A cơ chứ. Bài điện thoại. Ý tưởng hay đấy. Khéo tay hay làm nào cả nhà. Trời ạ, sao không ra vậy. Có chuyện gì ở đó nữa hả? Cái gì đây? Tay mình dính rồi. Có vẻ vẫn ổn cả. Đang đến đâu rồi? Suýt bại lộ. Được rồi, tiếp tục thôi nào. Đổ keo lên ốp lưng điện thoại nè. Dán bút chì màu lên đó. Tuyệt. Selfie thôi nào. Phải chụp đúng góc đẹp cơ. Ok, cười. Thầy đang đến. Hơi lạ nha. Kể đi. Thầy bị lừa rồi. Xem vào tiếp nào. Ok, phải. Ok, được. Em nghĩ mình đang làm gì hả? Em chào thầy Jay. Đây là cơ hội của anh. Sao cũng được. Đây là cơ hội của anh. Mình cần uống nước giải khát đã. Đã quá. Mình nghĩ ra ý cực hay. Chúng ta chỉ cần bút dạ và đáp án thôi là được. Chép đáp án lên chai nhựa nè. Ước gì mình nghĩ ra sớm hơn. Ok là. Đợi đó cho đến khi chị cần nhá. Trời, khăn nước quá. Này, cho tớ xin ngụm nước. Được, cứ tự nhiên. Xin, tớ thích uống coca nhất đấy.
Đưa thầy xem cái chai nào. Cái gì đây nhỉ? Ôi trời, sao lại có đáp án? Vào phòng phạt. Không, đừng. Cuối cùng cũng được nghỉ. Wow, tuyết lở kìa. Rồi ạ, thế là mình phải dọn lại học tủ rồi. Thôi được rồi, túi giấy màu và nam châm sẽ giúp mình phân loại. Dùng nam châm dán túi giấy lên tủ nè. Một cái nữa ở đằng này. Cho đồ vào trong túi nhá. Bút bi và bút chì, dễ thương quá hả? Marie Kondo sẽ tự hào về mình. Chờ kết quả bài thi, hồi hộp ghê. Bài này, Rachel. Dạ thầy Jay. Hả? F trừ hả? Ủa? Chết rồi. Ủa? Nhưng mình đã có cách thay đổi nó. Một nét ở đây và ở đây nữa. Mình phục mình quá mà. Nghe chưa thầy? Vào phòng phạt. Bị phạt 2 giờ cơ. Không chịu. Ở đây chán chết mất. Làm gì đây? Bút cũng chán nữa. Chán quá đi. Bừa bộn quá. Vậy ghim hết lại nào. Quá trời kẹp giấy dễ thương nè. Ngài voi hồng muốn giúp đỡ nha. Kẹp vào nè. Dễ thương nhưng mà chưa đủ xinh. Ôi không, vẫn nhàm chán. Kẹo sẽ tạo nên phép màu. Kẹo mút nhỏ xíu. Và súng bắn keo này. Phun keo lên trên mặt kẹo mút. Giờ thì gắn kẹp giấy vào cây kẹo mút nè. Xinh xỉu luôn á. Cứ như phép màu. Đến bút chì. Trang trí cho bút nào. Cầm bút chì như thế này. Nhỏ keo nóng lên đầu cùn của bút. Nhỏ một lượng vừa phải nhất cả nhà. Được rồi, giờ dán kẹo dễ thương vào. Đồ dùng học tập dễ thương. Thích ghê. Bút cuối cùng. Làm cho nó lấp lánh. Lại phun keo lên phần đầu. Tuyết kim tuyến đây nè. Đổ kim tuyến lên phần keo vừa rồi. Lung linh luôn. Thêm bao nhiêu màu nữa nhở? Mẹ đỡ đầu của thiên đường unicorn đây. Đẹp hết sảy luôn đó. Vẽ thôi nào. Một khuôn mặt cười bé xinh cho bạn. Chán quá. Mình bỏ đồ gọt bút ở đâu ta? Hay là ở trong cọc? Ngốc quá đi. Tất nhiên đây rồi. Chà, hãy gây ấn tượng nhá, gọt bút ơi. Quay, gọt bút. Tuyệt, cú mèo. Giờ thì tiếp tục công việc nào. Xong, thêm màu sắc nào. Sơn màu nước sẽ rất phù hợp với kiệt tác đỉnh cao của mình. Được rồi. Ôi không, tranh của tôi. Làm sao bây giờ? Biết rồi. Không phải lo, chỉ cần dán lại xung quanh và dán trở lại cuộn băng dính. Cốc rửa cọ vào trong cuộn nè. Tuyệt. Khi bạn dùng cọ xong, chỉ cần nhúng nó vào nước thôi. Và để khô ở một chiếc cốc khác. Mình phải ôn bài chuẩn bị cho bài kiểm tra. Mẹ sẽ rất vui với kết quả lần tới. Là môn hình học. Vẽ một hình tròn. Dễ như bỡ luôn. Trông không giống hình tròn gì hết. Chắc phải có cách khác để vẽ hình tròn chứ. Bút chì và kéo nè. Dán bút chì vào một tay cầm của chiếc kéo. Dùng băng dính dán chặt lại. Đó. Chống đầu kéo lên trên tờ giấy. Và xoay giấy theo vòng tròn cho đến khi bạn có hình tròn. Hình tròn hoàn hảo nè. Làm tốt lắm. Tiếp tục nào. Không phải fan của môn số học nhưng hay là uống nước trước. Mình nghĩ ra cách rồi. Một cốc, hai cốc, ba cốc, bốn cốc, năm cốc. Chuẩn luôn. Mình đã có hệ vận hành cơ bản rồi. Làm bài thôi. Cuối cùng cũng xong rồi. Thầy đi đứng có thể để ý chút không? Giờ mình phải sắp xếp lại mọi thứ. Cả đống này.
Ồ, mình biết đồ để sắp xếp dễ hơn rồi. Máy in nhãn dán đính đá quý. Yay! Bật máy lên, nhập nhãn hiệu vào và in. Ra rồi nè, có sẵn nhãn hiệu rồi. Và chuẩn bị cả kẹp bướm nữa nhá. Có thể thư giãn rồi. Hả? Giải thích đi. Thôi xong. Bọn trẻ này. Thầy tưởng ngăn được em sao? Ôi không có đâu. Yeah, mặt phẳng hoàn hảo cho nghệ thuật nhãn hiệu. Đứng yên. Thầy nhá. Cái gì đây? Bọn trẻ lúc nào cũng ủ mưu nghịch ngợm. Suýt thì lộ. Trong này nóng quá. Điều hòa lại không hoạt động hả? Ồ, ý hay đấy. Tránh ra nào, nhường chỗ cho phát minh của chị. Có gì mà băng dính không xử lý được. Dán đầu kia vào đây. Kéo nó xuống. Vậy là bạn đã có quạt giấy rồi. À, gió mát quá nè, thoải mái ghê. Chán dã man, chẳng biết làm gì. Không biết mình có để đồ chơi gì trong cặp không. Xem nào, bút thư giãn hả? Wow, hay quá. Ú là la, màu siêu xinh luôn. Wow, 5 châm. Kể cả lắc các viên bi cũng không rơi. Còn làm gì được ta? Được rồi. Trông giống súng lục ổ xoay. Mình xoay nó thì sẽ sao nhỉ? Wow, đỉnh, nó tự đi lên. Hóa ra là ổ xoay tự đi lên. Wow. Ui da, đành cho thầy ngủ một lúc vậy. Thôi chết, có bài kiểm tra. Này Pixie. Hả? Giúp tớ với, tớ cần giá đỡ cho điện thoại. Ừ, tuyệt. Vén tóc ra cho gọn đã nè. Lồng ốp điện thoại vào bên trong của áo phông. Giờ thì úp điện thoại vào ốp của nó. Chuẩn đét, sẵn sàng cho bài kiểm tra. À, là cô xin hả? Ồ, ok. Chờ chút Pixie, thêm một xíu thôi. Không có ai nhìn thấy. Nhanh, trước khi thầy thấy cậu. Một đêm em nữa. Đây là hậu quả của việc bọn nhỏ suốt ngày chơi điện tử. Thật không thể tin được. Hả? Những gì vậy? Mấy đứa lại nghịch gì hả? Nhột quá đi, Rachel, nhanh lên zoom. Rất chi là đáng nghi. Thôi xong. Mọi chuyện vẫn ổn chưa hả? Vâng vâng, em sắp xong. Còn em? Dạ, em cũng thế ạ. Để thầy xem. Trời ơi, làm ơn cho con A, xin. Tốt lắm. Mời em đây. Thật sao? Tuy ơn. Ôi trời, đã quá đi. Ôi không. Chuyện gì đã sáng rồi à? Không, tại sao? Muộn mất bây giờ. Ôi trời. Maya, nhanh lên Maya, muộn rồi con. Chúng ta phải nhanh lên. Nhưng Maya, mà sớm mà. Không bao giờ quá sớm cho cái gì hết. Maya, nhanh lên. Đến đúng giờ rồi. Hả? Vali này con, vội chưa? Và vé của con. Wow, ở đây cái gì cũng đẹp hết. Cậu sẽ không tin được nó rẻ. Chỉ có vài nghìn đô la thôi. Hẳn là thế rồi. Chào. Xin chào, rất vui được gặp các cậu. Nhìn bộ sang quá. Chả, dù sao thì. Xin chào mọi người. Trời ạ. Hợp đẹp là Maya. Thầy là hiệu trưởng của ngôi trường này. Đi, thầy dẫn đi tham quan. Em cảm ơn. Đây là phòng em nhé. Chắc chắn em sẽ thích nó. Tự nhiên như ở nhà. Bye. Wow, trà phòng này rộng dã man. Dưỡng tầng kìa. Mình luôn muốn được ngủ ở tầng trên. Wow, hết nước chấm. Giờ cậu dưới này. Được rồi. Ôi wow. Ok, xem nào. Ôi không, nó không.
Không tranh xả gì hết trơn. Lần cuối có người dùng giường này là khi nào? Chà, mà thôi kệ. Thế này cũng tạm. Muộn giờ mất thôi. Xin chào cả lớp, thầy xin giới thiệu học sinh mới của trường, Maya. Xin chào mọi người nhá. Đúng là kinh hoàng. Được rồi, bạn sẽ học cùng các em. Để thầy dẫn. Các bạn sẽ rất mến em. Để mời về chỗ nhá. Vâng ạ. Chào, tớ tên là Maya. Thế à? Chào. Tớ ngồi đây cùng cậu nhé. Xin lỗi. Không trống. Được rồi. Chào, cho tớ. Xin lỗi, có người. Thôi được. Đây, Maya. Lại đây ngồi đi. Cảm ơn cậu. Trời ơi, sao nhỏ đóng ngốc vậy chứ. Thôi kệ đi. Là vàng thật sao? Ok. Gì thế này thiên địa ơi. Đây mà là sách cả. Cái gì đây? Ý là cậu dùng cái này làm gì? Xoay lại như thế này nè. Cậu đọc trên giấy. Đọc. Vẫn chả hiểu mô tê gì. Đừng động vào, cậu sẽ nghèo đấy. Sách của tớ thì sao? Maya, không cần sách đâu. Em chỉ cần một cái laptop. Tặng cho em này. Nhưng em chưa từng dùng MacBook. Cậu ấy chưa từng dùng MacBook. Không thành vấn đề, mình có mang máy tính bàn cũ đi. Đặt bên đây. Thế là đủ. Gì vậy trời, thổi kệ. Nào, ấn khởi động máy nè. Ok, chờ thôi. Hả? Sao máy lên nhanh dữ? Thật hả? Tội nghiệp em. Còn một phút nữa nhá. Gần xong rồi. Gần lên. Yeah, cuối cùng cũng lên rồi. Bắt đầu làm bài. Nào các em, hết giờ, cho thầy xem bài làm. Tốt. Yeah, thầy chúc mừng em nhé. Được rồi. Tiếp. Nó chuyển động. Nhanh đấy. Bravo. Hay quá. Mình phải làm gì thật nhanh mới được. Nhìn lên Maya, nhanh lên. Nghĩ cách đi chứ. Làm gì đi. Còn em đã làm gì, Maya? Không, đừng đơ mà. Cậu ấy chẳng làm được trò trống gì. Chuyện gì vậy? Em nhận điểm F. Điểm F đầu tiên trong đời kể ra cũng là thành tựu. Ở đây mình thấy lạc lõng quá. Mẹ ơi. Ôi Maya, con thế nào? Trường mới có tốt không? Thức ăn có ngon không? Thời tiết có đẹp không con? Mẹ nghe nói có mưa hả? Con có kết bạn với ai không? Dạ, mọi chuyện ở đây đều ổn. Con có một... xin lỗi. Bye mẹ. Xin lỗi. Nhiều lúc tớ lòng ngóng lắm. Mà quên Chris nhá. Chào Chris, Maya nhá. Phong cách của cậu hay ghê. Thì thật ra tớ mới tới đây. Đến nơi. Nơi này khá là tốt đấy. Cậu sẽ thích cho coi. Xin lỗi, tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé. Đúng là một nơi hay ho. Xin chào. Vẫn ở đây. Sao họ không chấp nhận mình?
đối với họ thực sự tiền là quan trọng nhất hay sao? Thế mà mình cứ tưởng họ cũng dễ thương. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm một thí nghiệm. Các em phải làm theo cặp. Nhưng em không có ai làm cùng cả. Xin lỗi em đến muộn, em xin phép vào. Được, Chris, vào đi. Em cảm ơn. Này Chris, ngồi đây. Chào Maya. Cậu ấy làm gì vậy? Vui được gặp cậu. Chào Chris. Cả lớp, hôm nay nhiệm vụ của các em là tìm công thức mới để làm cây mọc thế này, thành thế này. Ok, bắt đầu. Chắc chứ? Khoan. Cậu thật tốt với mình. Còn một phút nữa. Chúng ta phải nhanh lên. Tuyệt. Đến cô cũng không biết cách làm cây mọc nhanh vậy. Thành công rồi. Mình là đội cư nhất. Đừng có mà hòng. Tốt lắm. Xem sau chuyện này các cậu còn hợp nhau không. Gửi. Hả? Cô gái mới với Chris. Biết tay chị. 3, 2, 1. Nhỏ đâu rồi? Yeah, lá mọc cũng rất to này. Bỏ cái thứ này đi. Cậu đang làm cái gì với Chris? Thứ tớ là công sự khoa học. Sao cậu làm thế với thành quả của tớ? Thành quả? Đưa cho tớ. Cậu không cùng đẳng cấp với bạn này. Nhưng mà tớ không. Tớ chịu thôi. Tớ không muốn đi học ở đây nữa. Làm cậu lố. Cậu thật quá đáng kìa đi. Gì? Tớ chỉ đùa thôi. Cậu ta là đồ mít ướt. Mình không hiểu tại sao ai cũng xấu tính với mình như vậy. Học ở trường này là ước mơ của mình, nhưng giờ thành ác mộng rồi. Mình sẽ gọi mẹ. Mình muốn về nhà cơ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con đây. Hả? Con yêu mẹ. Maya, mà con đâu rồi? Maya. Maya. Một cuộc thi cho nữ hoàng sắc đẹp sao? Mình có thể tham gia không? Có thể. Có lẽ đây là cách để mình khiến cho họ thích mình. Đặc biệt là nếu mình thắng được cậu ta. Mình sẽ không quên cách cậu ta đối xử với mình. Cuối cùng nhỏ cũng ngủ rồi. Mình chắc chắn sẽ thắng trong cuộc thi này. Kiểu gì cậu ấy cũng có chuẩn bị cho cuộc thi. Để tìm xem nào. Cậu ấy có quá trời đồ, chắc không biết đâu. Mình sẽ là cô gái xinh đẹp nhất ở cuộc thi. Và tất cả mọi người rồi sẽ thích mình. Không được đánh thức. Xem có hiệu quả không. Xinh ghê. Được rồi. Để xem có gì có thể làm cho mình xinh hơn nữa nào. Tuyệt. Mỹ phẩm xịn sò của cậu ấy sẽ giúp mình chiến thắng cuộc thi. Vào việc thôi. Ôi vàng. Thả ra. Mình luôn muốn được dùng mỹ phẩm xịn sò đắt tiền. Giờ có cơ hội rồi. Thế mẹo này trên TikTok. Một đường ở đây nè. Và ở kia. Đúng. Còn cả môi nữa chứ. Và đến đôi mắt. Để xem kết quả nào. Được rồi. Giờ mình cần trang trí toàn bộ trên màng mọc này. Phải thật hoàn hảo mới được. Tuyệt. Hoàn thành rồi. Cái này sẽ biến mình thành cô gái xinh đẹp nhất trong trường. Giờ thì nhẹ nhàng vỗ để phấn son bám vào. Ok, xem nào. Wow, quá trời kim tuyến.
Và bước cuối cùng, lựa chọn hoàn hảo nào đây ta? Yes, chuẩn không cần chỉnh. Wow, trông mình giống nhà giàu rồi nè. Cậu không cùng đẳng cấp với tớ. Blah blah blah. Ôi trời. Một hai, một hai. Chào mừng tất cả mọi người đến với cuộc thi sắc đẹp thường niên Lá La Trường Học Tranh Gia. Hey, xin giới thiệu các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay, bao gồm cả Hoa Khôi năm ngoái Kitty và Maya học sinh mới. Chúc may mắn. Yeah, cảm ơn cậu. Cậu mới cần may. Oh, nhỏ đó chẳng có cửa đâu. Cơ hội nhỏ xíu cũng không có. Cách này sẽ dạy cho nó không được gây rối với mình. Maya, tôi muốn trở thành bạn của cậu. Và hãy nhận tấm lòng thành của tớ. Đôi này hơn cậu lắm đấy. Cảm ơn. Wow, các cậu làm bạn rồi sao? Tớ rất mừng khi thấy vậy. Được rồi, tớ sẽ thưởng thức buổi biểu diễn. Được bao nhiêu mắn. Xin chân thành cảm ơn. Chương trình sẽ không thành công nếu thiếu các bạn. Cũng xin cảm ơn nhà tài trợ và mọi người khác đã đóng góp vào cuộc thi sắc đẹp này. Chương trình xin bắt đầu. Không thể tin được là cậu ta muốn trèo cao. Mình luôn là người chiến thắng. Cậu ấy đẹp quá. Như thường lệ, họ yêu mình. Cứ chờ mà xem. Tập trung Maya. Ổn chứ? Ôi. Khổ thân. Chúng ta có hoa. Xin phép nhá Maya. Hoa Khôi chính là Kitty. Của em đây, Kitty xuất sắc. Tụi tớ chụp ảnh chung nhé. Thỉnh thoảng quay TikTok chung nhé. Thôi để năm sau. Năm sau, yeah. Mình yêu Kitty, nhưng mình muốn ủng hộ bạn Maya. Đoạn xem. Quản chế, mình phải làm gì đó thôi, không công bằng. Nhưng mình nhìn đúng không? Đúng, mình nhìn chuẩn rồi, thật là tàn nhẫn quá. Mình không thể ngồi yên được. Xin chúc mừng em. Thầy hiệu trưởng. Thật đó. Tránh ra đi. Gì thế này? Em không xứng đáng đâu. Thầy đang làm cái gì vậy? Đưa cho thầy. Nhưng thầy sẽ xử lý em sau. Mình buồn nhưng thôi kệ, biết sao rồi. Một hai, một hai. Tất cả mọi người, chúng ta có hoa khôi mới là Maya. Em. Trời đất ơi. Xin chúc mừng em. Cảm ơn thầy. Em tin vào bản thân mình. Không thể chịu nổi, họ dám làm thế với mình đấy. Cậu ta không xứng với Vương Miện. Đi nhé. Ok. Kitty. Chuyện này cứ như mơ. Xin chào. Maya, 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 Maya. Cậu ta sẽ hối hận. Chúc mừng cậu nhé Maya. Tặng cho cậu này. Wow, hoa đẹp quá đi mất. Cậu có muốn tối nay đi cà phê với tớ? Được chứ. Này. Này. Oh yeah. Yeah. Ok, cả lớp chú ý nào. Chú ý nào. Tốt, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình trao đổi. Và người tham gia sẽ là không thể tin nổi vào mắt mình. Wow, căn nhà lớn quá. Wow, không biết chủ nhà là ai đây ta. Ôi trời, thật ra trời, cây tiền có tồn tại ư? Tiểu thư bị lạc hả? Thì em từ. Thưa cô, tôi mời cô đi. Có chuyện gì vậy? Ai? Trời đất. Không thể tin nổi. Là Scott.
Chào mừng em cả nhà. Ờ, dạ. Anh nói là chào mừng, high five. Xin lỗi. Nè. Đi thôi. Wow, đẹp dã man. Wow. Áo khoác thưa cô. Phải tư vệ. Hay ạ. Rất hay lắm ạ. Anh có sao không? Áo khoác đây ạ. Wow, chơi vui ha. Đi nào, anh dẫn em đi một vòng. Đi đi ạ. Tôi không sao. Đây là một trong các phòng anh thích. Wow. Xem đi. Wow. Hôm nay nắng đẹp quá. Tắm nắng cuối tuần. Yeah. Chắc chắn bé sẽ thích phòng này. Wow. Được rồi, đi thôi, đi nào. Phòng này là tuyệt nhất. Mình mê ngôi nhà này rồi. Wow. Chúc ngon miệng. Dạ. Chúc ngon miệng. Ew. Thưa cô, cậu bro, chúc ngon miệng. Ý gì vậy? Anh chắc chứ? Đó là đặc sản đấy. Được thôi, ăn thế nào đây? Măm măm nào. Ok. Cần được rồi. Sao mà gắp được đấy? Ôi không, gắp được rồi. Đũa khó dùng quá. Hả? Hey bro, bắt đầu biểu diễn đi. Ăn thôi được không ạ? Trời em ơi. Không. Thế pizza thì sao? Ơn trời, để em đặt. Không, máy bay sẵn sàng rồi. Hả? Trời đất. Chúng ta đang ở Ý sao? Ý có pizza thượng hạng mà. Wow, cái gì cũng đẹp mê. Ôi trời. Wow. Thưa cô đang làm gì vậy hả? Cô tìm thấy nước tẩy rồi, cảm ơn. Ý anh là sao? Tôi chết. Có chuyện gì thế này? Ok, mời cô vào. Tiếp theo. Hả? Nhưng mình không có một xu dính túi. Không đủ rồi. Không đủ á? Tiếp theo. Quý cô có gì đây? Dạ, anh có cho em vào được không ạ? Sao? Không. Đi ra đi. Đi mà. Không, đi ra đi. Trường này chỉ dành cho người giàu. Tự vệ này. Anh có sao không? Không có ai canh mà. Điều tệ nhất vừa đến. Xin chào ạ. Ôi trời. Ngại chết mất. Gì đây? Mọi người có thấy không? Wow. Cô ấy đấy. Mấy ảnh dâu đó đã cứu mình. Cảm ơn paparazzi nha. Yay.
cậu ấy để ý mình đấy. Ồ, oh, cậu là học sinh mới. Cậu ấy đang nói chuyện với mình kìa. Cậu xem từ Forbes hôm nay chưa? Cơ muối. Tớ xin lỗi nha. Nhanh lên, chết rồi, thì thôi. Mình sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Này. Ê, Darren, trường nhà giàu phải sạch. Đúng là soái ca. Phải theo dõi Insta của cậu ấy. Marty, cậu đẹp trai quá. Mình phải cướp đồ cậu ấy. Quần áo này. Chuẩn không hoàn chỉnh. Wow. Yeah. Tin nổi không có chữ. Marty, chờ mà xem màn lột xác ngoạn mục nhé. 1, 2, 3. Voilà. Chào mừng quý cô Chess thời trang đẳng cấp. Chắc cô cần nhà tạo mẫu đấy à? Hả? Xem đây này. Wow. Này, anh thấy sao hả? Wow, giờ cô là số 1 rồi đây. Lùi lại. Chào bé con. Này, bắt lấy. Xấu hổ quá. Họ ghét em. Kệ mấy người đó đi, cứ tự tin lên, ngẩng cao đầu. Wow, đẹp rất đẹp quá. Wow, cậu giàu thế. Đẹp quá đi. Hay. Ký cho tớ. Ký cho tớ. Ký tớ với. Cậu đẹp quá. Cho tớ xin chữ ký được không? Để sau nha. Sao đi mà. Hả? Ủa? Anh ơi. Anh biết phải làm gì chưa? Tất nhiên. Xin tránh được mọi người. Tôi sẽ nâng cấp bảng này cho cô. Anh ấy kìa, anh ấy kìa. Không thể tin nổi. Wow, Scott kìa. Scott chất như nó cất. Hoàn hảo. Hả? Không gì có thể ngăn mình. Yes. Tôi đang muốn mua viên kim cương hiếm đó. Wow, sang trọng quá. Tiểu thư. Jess ơi. Anh ơi. Mình ghét kiểu chào rapper này. Chơi vui nhé. Xấu hổ muốn chết. Yếm xe ăn đã. Hả? Ew, gì đây? Ew. Có ăn được không ta? Ew. Ai ăn nổi chứ? Món tôi thích đó. Nhưng tôi muốn ăn. Nhìn muốn chảy nước miếng. Đây mới là thức ăn chứ. Chúc ngon miệng. Jess ơi. Ôi trời ơi. Xin lỗi cậu nhiều. Tạm biệt. Nhưng bố có thấy không? Thứ sẽ đăng lên. Được. Không. Sao họ xấu tính vậy trời. Đủ rồi, mình không thuộc về nơi này. Mình sẽ về nhà. Hay lắm. Hey.
số 1. Hi. À, cậu làm gì ở đây thế? Tuyệt, đi nào, tớ dẫn cậu đi một vòng.